Thưa quý vị và các bạn, bánh mì Việt Nam xếp vị trí số 1 trong top 100 món sandwich ngon nhất thế giới. Và để quảng bá ẩm thực Việt Nam cũng như là thu hút khách du lịch đến với Việt Nam, một lễ hội bánh mì với nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới. Theo đó, lễ hội bánh mì Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, lễ hội dự kiến đón 100.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm với hơn 100 gian hàng. Lễ hội năm nay sẽ có không gian trải nghiệm quy trình làm bánh mì và thưởng thức món ăn. Ban tổ chức cho biết là lễ hội cũng sẽ có một chiếc bánh mì khổng lồ với 150 món ăn đi kèm. Đây là dịp để các đầu bếp, nghệ nhân, thợ làm bánh mì thỏa sức sáng tạo, cũng như là được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định là một trong những lễ hội lớn được tổ chức hàng năm trên địa bàn thành phố.